Phiên đáo hạn phái sinh luôn là những cái phiên giao dịch mà khiến cho nhà đầu tư phải thận trọng ở trong mọi cái tình huống giao dịch. Ngày hôm nay thì trong room của chúng ta trao đổi rất là nhiều, các anh chị cũng trao đổi những cái ý kiến rất là thân tình. Ở trên này chúng ta có vài thông tin, đó là các anh chị cũng đã tham gia rất là nhiều room nhưng mà cuối cùng chọn ở lại room đối với mình. Và về cơ bản trong cái quá trình giao dịch thì các anh chị thấy là cái chu kỳ chúng ta đầu tư theo thị trường khá là lâu dài. Mà do vậy thì để mà chúng ta hiểu và đi xa được với nhau thì trước tiên là chúng ta phải có một cái phong cách đầu tư nó phù hợp với nhau một tí, đúng không ạ? Và các anh chị ở trong room của chúng ta hầu như là các anh chị đánh theo cái trường phái tăng trưởng và giá trị. Mình thấy là các anh chị phân bổ cái tỷ trọng ra nó khá là hợp lý, tức là cái tỷ trọng để các anh chị đầu tư các cái cổ phiếu mà nó bài bản á, cổ phiếu có tăng trưởng, có phòng thủ, có đầu tư giá trị, thì mình thấy là các cái tài khoản của các anh chị phân cái tỷ trọng ra nó rất là lớn, tức là từ 60% cho đến 70% cái NAV. Còn tất nhiên là các anh chị khi mà bám sát vào thị trường, một số các anh chị có cái thời gian bám sát và theo dõi thị trường á, thì cũng tham gia ở cái chế độ là lướt sóng. Tức là lướt sóng thì các anh chị ở trong room mình thấy là các anh chị phân bổ cái tỷ trọng từ 30% cho đến 60% tổng tỷ trọng NAV các anh chị nhé. Như vậy là rất là hợp lý. Và như vậy thì với cái cách phân bổ tỷ trọng như thế này thì cái việc chia sẻ cùng với các anh chị như mọi cái video thì các anh chị đều thấy là cái phong cách đầu tư cá nhân của mình nó cũng tương tự như vậy. Do vậy thì chúng ta có một cái sự gọi là kết nối và đi lâu dài với nhau trên cái con đường mà chúng ta đầu tư. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian phần lớn để chúng ta đánh giá lại toàn bộ cái diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Vẫn là một cái phiên chúng ta gọi là phủ định các anh chị nhé, gọi là phủ định cái phiên tăng ngày hôm qua. Phiên ngày 20 tháng 9 thì ngày hôm nay cái lực bán nó đã về rồi. Và hai cái cổ phiếu của nhóm chứng khoán đó là HCM và SHS mình có khuyến nghị mua ở trong hai cái phiên mà thị trường giảm test về vùng 1200. Cụ thể ở đây là phiên ngày 18 tháng 9 các anh chị, mình có khuyến nghị mua hai cái cổ phiếu của dòng chứng khoán đó là HCM này và SHS. Thì ngày hôm nay các anh chị, hai cái mã cổ phiếu này nó bị bán gần sát về cái vùng giá mình khuyến nghị rồi, thì mình có đưa ra cái tính chất khuyến nghị các anh chị đó là không mua thêm. Thứ nhất là không mua thêm cái đoạn này, thứ hai là đưa về mức tỷ trọng an toàn, tỷ trọng an toàn tức là nằm từ 15% cho đến 20% tỷ trọng các anh chị nhé. Còn cái đây là cái hai cái cổ phiếu mà mình báo mua gần đây nhất để phục vụ cho cái danh mục 2, cái danh mục 2. Tại vì cái danh mục 1 các anh chị, chúng ta đã có cái điểm mua nó tốt rồi thì về cơ bản tiếp tục nắm giữ được. Trong cái danh mục thì nó có cổ phiếu VND, thì ngày hôm nay VND cũng bị cái áp lực điều chỉnh tới 4%. Tuy nhiên điểm mua của chúng ta nó lại cực kỳ tốt và đã kéo dài rồi, theo mình chúng ta cứ nắm giữ được. Nhịp này thì dòng chứng khoán đa phần rơi vào cái khu vực vùng rũ hàng anh chị nhé. Hầu như ngày hôm nay này chúng ta test lại nhóm chứng khoán một tí, nó rơi vào cái vùng rũ hàng. Và mình có nhắn ở trong trong room cùng với các anh chị đó, các anh chị có thể đọc và xem lại nhé. Trong room VIP mình có nhắn là đây là cái khu vực mà cái dòng chứng khoán rũ hàng, cho các anh chị thận trọng một tí, thận trọng một tí. Khi mà cái điểm mua và cái biên an toàn cao của chúng ta nó cao á thì chúng ta hãy chặn lại, chặn lại một phần tỷ trọng đi, khoảng 1/3 tỷ trọng. Còn cái điểm mua mà chúng ta mới tham gia và nó bị bất lợi về cái điểm mua, ví dụ cái danh mục 2 mình mới khuyến nghị đây này, thì ngày hôm nay nó đã có dấu hiệu điều chỉnh về sát vùng mua. Do vậy thì mình khuyến nghị các anh chị nên đưa về cái mức tỷ trọng an toàn cho đến khi cái nhóm chứng khoán các anh chị nó thoát ra khỏi cái khu vực vùng rũ hàng thì chúng ta mới thận trọng và quay trở lại. Khu vực này chúng ta chú ý một tí này, nhóm chứng khoán đang bị đè giá. Cụ thể là cái phiên ngày hôm qua là cái phiên mà chúng ta có thể gọi là nó luân chuyển cái dòng tiền, tức là cái phiên mà thị trường nó rút chân về á, thì khi đó mình thấy là cái dòng thép nó được hưởng ứng cái dòng tiền rất là mạnh và các cái cổ phiếu của nhóm ngành thép nó được gia tăng cái mức biên độ lên từ 4% cho đến 6%. Tuy nhiên cái nhóm ngành chứng khoán lại không có luân chuyển như vậy. Do vậy thì cái dòng tiền chúng ta chú ý ở hai phiên hôm qua với lại cái phiên trước ấy, thì về cơ bản nó không tập trung vào nhóm chứng khoán, khiến cho cái nhóm này nó bị giữ một cái nền giá ngang. Do vậy bắt buộc là những cái phiên sắp tới đây các anh chị nha, là cái nhóm cổ phiếu chứng khoán ấy, nó phải rơi vào cái khu vực gọi là rũ hàng trước khi mà nó cân bằng trở lại. Trạng thái xu hướng cổ phiếu trung hạn vẫn ổn, chỉ có điều là mua ở cái nhịp điều chỉnh gần đây thì cái điểm mua nó bất lợi, khiến cho chúng ta phải đưa về cái tỷ trọng an toàn và chú ý hơn các anh chị nhé. Các anh chị cũng tương tự như vậy, đang nắm cổ phiếu ở vùng nào
giá nào thì có thể nhắn vào cho mình để mình xem xét xem là chúng ta sử dụng cái phương pháp nào là hợp lý nha. Tùy từng cái giá mua mà cái cách xử lý nó khác nhau, chứ không phải là mỗi cách xử lý trong mọi tình huống là nó giống nhau hết các anh chị nha. Đó là chú ý của mình trong phiên ngày hôm nay đối với HCM và SHS. Còn các cổ phiếu khác ví dụ như là mình có tập trung con GVR để phòng thủ cho cái danh mục 2 này, thì về cơ bản ngày hôm nay GVR nó làm rất là tốt, bản chất là mình thấy nó làm rất là tốt cái nhiệm vụ về việc phòng thủ cho cái danh mục 2. Thì các anh chị đều biết là cái danh mục 2 là cái danh mục mà mình cơ cấu gần đây nhất, phục vụ cho các anh chị nhà đầu tư mới tham gia vào room. Các anh chị chưa có cổ phiếu thì mình có cơ cấu con GVR này để nó phòng thủ. Đầu tư gì thì đầu tư, mình đã nói cái nhắn các anh chị rất là nhiều lần rồi. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn khó. Và đầu tư gì thì cũng phải nhớ đến cái chuyện phòng thủ, chứ không phải là cứ mãi mà tăng tiến được. Tăng tiến mà không có phòng thủ thì rõ ràng chúng ta không có cái tiền đề cũng như là cái móng, cái nền móng vững chắc để chúng ta trụ vững ở những cái giai đoạn mà thị trường nó rung lắc. Và cho đến thời điểm này mình nhận định là GVR vẫn là một trong những cái cổ phiếu mà chúng ta phòng thủ tốt cho cái danh mục 2. Ngoài cái danh mục phòng thủ cho danh mục 2 thì mình có cơ cấu các anh chị những mã cổ phiếu như là KBC hoặc là C2I các anh chị nhé, KBC hoặc là C2I. Đó là những cái danh mục mà mình vừa tiếp cận cho cái danh mục 2. Tất nhiên là trên cái quá trình con đường nó rung lắc thị trường thì mình tiếp tục cơ cấu và củng cố là cái danh mục cho các anh chị nhà đầu tư ở trong cái giai đoạn này. Chúng ta cùng nhau soi KBC như thế nào. KBC thì hôm nay không bị giảm nhiều. Nói chung thì KBC tích lũy cái nền giá khá là chặt. Mình thấy bám ở trên đây có cái nền giá khá là chặt, chỉ có một cái vấn đề là chưa vượt đỉnh được thôi. Mình đang chờ rất là nhiều về cái việc KBC nó phá vùng đỉnh 36-365 ở đây. Đang chờ nó phá vùng đỉnh các anh chị nha. Tuy nhiên chưa phá được. Còn về indicator thì bắt đầu có cái dấu hiệu là yếu một tí, dòng tiền nó vào không đều nữa. Ở dưới này chúng ta thấy là dòng tiền lớn vào không đều nữa này. Phiên tăng, phiên thì vào, phiên thì không vào. Cứ nghĩ như vậy rất là khó đoán. Do vậy thì KBC cần phải có những cái nền giá xây dựng và tích lũy thêm vùng 35x trước khi mà chúng ta chờ đợi KBC phá vùng kháng cự 36.5 các anh chị nè. C2I thì mã cổ phiếu này đang vận động trong cái chiều là test MA20, những cái trend xu hướng thì vẫn còn đang tăng. Tuy nhiên đoạn này đang khá là gập ghềnh mắc cái vùng kháng cự 22.8. Như vậy lưu ý C2I cũng là cổ phiếu mà chúng ta đang giữ ở cái chiến lược là thăm dò. Chúng ta nên giữ ở cái vùng thăm dò này, chưa vội mua thêm, chưa vội gia tăng tỷ trọng. Về bản chất theo mình đánh giá là có khả năng tiếp tục test sát về vùng 21 ở đây ha. Còn nếu như vẫn giữ ở được ở vùng 22 mà tăng lên thì C2I lại khá là đẹp và tiềm năng, không có gì cả, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta chú ý những cái giai đoạn này nó bắt đầu khó dần. Do vậy thì chúng ta mua chậm lại một tí nha, mua chậm lại một tí, tiết chế lại một tí để chúng ta đánh giá kỹ càng mọi thứ trước khi mà chúng ta tham gia và mua vào thị trường. Tổng kết lại tình hình ngày hôm nay, chúng ta có một cái phiên giảm điểm trong phiên đáo hạn phái sinh, phiên giảm gần 14 điểm, gần như là nó phủ định cái cây nến tăng ngày hôm qua, cây ngày 20 tháng 9. Về thanh khoản thì khối lượng bán tăng, chúng ta thấy là khối lượng bán và giá trị đạt ngày hôm nay khoảng 23.000 tỷ. Về giao dịch của khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 360 tỷ. Như vậy thì khối ngoại nguyên một cái tuần này là khối ngoại bán ròng 4 phiên liên tiếp rồi các anh chị, 4 phiên liên tiếp là khối ngoại bán ròng. Thì tổng giao dịch của thị trường thì bên bán lại chiếm ưu thế khoảng 16.000 tỷ, bên mua chỉ có khoảng 3.000 tỷ thôi. Như vậy thì áp lực đến từ phía bên bán trong cái phiên đáo hạn ngày hôm nay. Và chúng ta nhìn vào hợp đồng đáo hạn phái sinh xem. VNF 30 VN30 F1M đúng không ạ? Hợp đồng tương lai chúng ta mở thêm cái khung thời gian chặt 5 phút. Chúng ta xem một tí này. Vì ngày hôm nay là đáo hạn phái sinh các anh chị, rõ ràng là phải soi vào cái phiên đáo hạn phái sinh. Rung khá là nhiều trong phiên ngày hôm nay các anh chị nhé. Tuy nhiên đa phần là theo hướng sọt. Đa phần là theo hướng sọt các anh chị nhé. Giết lâu. Những cái bẫy, chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay có rất là nhiều cái bẫy lâu. Rất là nhiều cái bẫy lon các anh chị nhé. Và cuối cùng là giết lon cho đến cuối phiên này. Giết lòng cho đến cuối phiên. Ảnh hưởng ngày hôm nay chúng ta hãy xem ảnh hưởng và tác động của thị trường ngày hôm nay đa phần đến các cổ phiếu nè. Chúng ta thấy là đa phần đến từ dòng ngân hàng các anh chị nhé. Vietcombank này. Rồi, Vietcombank tiếp tục cái đà giảm, tiến sát về vùng đáy cũ 86 các anh chị nhé. Đang trên đà giảm và tiến sát về vùng đáy cũ 86.
có áp lực bán, thiếu dòng tiền lớn, đa phần giao dịch đến từ nhà đầu tư nhỏ lẻ và giới đầu cơ. Do vậy thì xu hướng đang yếu dần cánh gì nha đối với Vietcombank. Chắc chắn là Vietcombank thì vẫn còn cái nền hỗ trợ này. Do vậy thì tiếp tục quan sát, cổ phiếu sẽ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ này nha. Rồi, Vingroup cũng là một cái cổ phiếu gây áp lực trong phiên ngày hôm nay. Vingroup thì đang về trở lại nền giá cũ rồi, nền giá cũ ở đây. Đây, Vingroup đây, nền giá cũ đây cánh chị nhé, nó cổ phiếu đang về nền giá cũ ha. Cổ phiếu này thì chúng ta ít quan tâm, tại vì nó thuộc về dòng điều tiết, đầu tư rất là khó, khó ăn. Do vậy thì mình ít khi khuyến nghị trong room lắm đối với dòng VIX. Vingroup, Vingroup, Vingroup cũng như là Vinhome nó cũng vậy ha. Gas, gas trong đà điều chỉnh, tuy nhiên gas điều chỉnh thì canh bắt trở lại được. Mình thấy là nếu như mà cánh chị muốn đầu tư ngắn hạn dòng dầu khí thì gas nó sẽ có một cái điểm bắt tiệm cận vùng 104 đổ xuống này, thì các anh chị bắt trong cái khoảng vùng này 103-104X này, thì bắt trong khoảng này chủ yếu là lướt sóng cái hồi phục ngắn hạn thôi, chứ còn về trend thì chúng ta chưa đánh bắt nhiều các anh chị nhé. Chúng ta có một cái tin cổ tức ngày 22 tháng 9, như vậy thì mai nó sẽ chốt quyền cổ tức, sau khi chốt quyền thì có thể là sẽ điều chỉnh giá lại, sau đó chúng ta canh mua, cái vùng giá nó sẽ bị thay đổi một tí các anh chị nhé. Đó là gas ngày hôm nay cũng ảnh hưởng này, BIDV cũng ảnh hưởng đến thị trường. Rồi, giá giao dịch là 45.2, hỗ trợ gần nhất đó là vùng 44.2 đối với mà cổ phiếu BIDV. SSA, một cổ phiếu của nhóm chứng khoán, cũng đang gặp áp lực bán và rủ hàng. Tuy là vẫn còn nằm trên MA20, tuy nhiên nếu như cái áp lực bán mà nó mạnh và nó hoảng loạn như thế này, không nhanh chóng lấy lại cái lực cầu, thì rõ ràng rất có khả năng là SSA sẽ bị gãy đường xu hướng ngắn hạn MA20 ở giai đoạn này các anh chị nhé. SSA này. Rồi, thế giới dao động, thế giới dao động thì đang trong cái vùng điều chỉnh trong giai đoạn vừa rồi. Tuy nhiên cái nền giá của thế giới dao động rất là an toàn. Các anh chị nào muốn phòng thủ thì cân nhắc đối với thế giới dao động các anh chị nhé. Đó cũng là một cổ phiếu để phòng thủ. Vinhome, Vinhome cũng ảnh hưởng này. Vinhome thì làm giảm 0.5 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên cái đáy của Vinhome dù sao vẫn đỡ hơn đối với Vingroup. Và anh chị thấy là Vinhome gần như là đoạn này cũng không có dòng tiền lớn anh chị nhé. Lưu tâm những cổ phiếu mà không có dòng tiền lớn, không có dòng tiền lớn mà chỉ có nhỏ lẻ với lại giới đầu cơ giao dịch thôi á, thì giao dịch rất là khó. Anh chị lưu ý là nó không đẩy trend được, thì anh chị mua vào nó cứ lình xình như vậy, cứ lướt ra lướt vô, rồi một số anh chị lại theo cái trường phái lướt sóng nữa, cứ lướt ra lướt vô như vậy nó càng tốn phí thêm mà nó không có hiệu quả được. Do vậy thì chú ý, có lướt thì lướt những cái con mà có cái dòng tiền một tí nha, còn những con không có cái dòng tiền thì chúng ta thận trọng hơn. Những cái con không có dòng tiền đang vào xu thế giảm, nó giảm tới đâu, nó có giảm về nền hỗ trợ hay chưa, và cái vùng định giá đó có mua lại được hay chưa, thì chúng ta phải suy xét định giá trị thực của nó. Mua mà có tiềm năng 1 năm 2 năm để mua nắm giữ thì mới mua khi mà nó không có dòng tiền lớn, tức là chúng ta gom nhặt tích trữ tích sản từng phiên từng tháng như vậy thì nó mới phù hợp, tùy cái lối đánh, từ cái lối đầu tư các anh chị nhé. Còn lướt sóng đầu tư ngắn hạn hay trung hạn bắt buộc là phải có dòng tiền, bắt buộc là phải có dòng tiền lớn thì mới tạo ra xu hướng được, anh chị hình dung ạ. Rồi, FPT cũng gây tác động đến VN-Index, như vậy thì một chùm các ông trụ là ngày hôm nay gây tác động đến VN-Index hết ha. Còn FPT thì đang khó vùng 100 thôi, còn nền giá thì vẫn đang xây rất là tốt ở vùng 95-96 các anh chị nha, 95-96. Rồi, đó là toàn cảnh thị trường ngày hôm nay. Đa phần các cái nhóm trụ ngày hôm nay nó tập trung nó giảm trong một phiên. Phiên ngày hôm nay cũng là phiên đáo hạn phái sinh. Thì thông thường những cái phiên đáo hạn phái sinh như thế này thì cái chiến lược mua bán nó hơi bị nhiễu một tí. Như vậy thì các anh chị cứ chậm lại, cổ phiếu tốt cứ nắm giữ sau cái phiên đáo hạn phái sinh, sang thứ sáu và sang tuần kia thì chúng ta tiến hành chúng ta xử lý và tiếp tục canh mua lại những cái cổ phiếu khi mà nó có điểm mua, đặc biệt là những cái cổ phiếu mà nó có cái dòng tiền lớn tham gia, nó có xu hướng tích cực và nó có cái nền tảng tài chính vững chắc thì chúng ta cân nhắc cơ cấu và đầu tư. Ở trong giai đoạn hiện tại, dù sao cái danh mục 1 và cái danh mục 2 của chúng ta, mọi thứ nó vẫn đang rất là ổn trong quá trình mà chúng ta cơ cấu. Khi mà có đủ các cái dòng cổ phiếu, đó là dòng phòng thủ, dòng tăng trưởng cũng như là cái dòng tiềm năng giá trị, định giá và định hướng mua bán trong khoảng 1-2 năm các anh chị nhé, chúng ta sẽ tiếp tục và mình sẽ liên tục theo dõi để tiếp tục đưa ra những cái khuyến nghị phù hợp nhất cho các anh chị nhà đầu tư trong kênh. Chúng ta đánh giá lại toàn cảnh thị trường. Thứ nhất là
nhóm bị bán mạnh nhất phải kể đến là nhóm chứng khoán anh chị nha. Như mình đã nói là đang ở trong cái vùng rũ hà, tạm thời không mua thêm, không mua mới, chờ cho đến khi nó cân bằng và có cái tín hiệu tốt hơn anh chị nha. Đó là cái nhóm chứng khoán này, FTS này, FTS cũng bị bán mạnh này, AGR đoạn trước cũng rất là khỏe đúng không, cũng bị bán 4 biên trên 4% này. BSI chứng khoán của BIDV cũng bị bán theo, nằm sàn luôn 7%. Đó, nhìn chung là nhóm chứng khoán bị cái dòng tiền và cái áp lực bán nhìn chung là mạnh nhất. Tiếp theo đó là nhóm ngân hàng, những cái cổ phiếu trụ như là BIDV, đó, Công Thương cũng bị bán này, rồi MB Bank này, STB. Đó, đó là cái nhóm thứ hai mà chúng ta thấy là bị dòng tiền của bên bán chiếm áp đảo ưu thế sau cái thời gian một cái phiên mà chúng ta thấy là giành giật và đấu tranh rất là lớn ở trong cái phiên ngày hôm nay, thì cái bên bán nó đã chiếm phần lớn và ưu thế đối với hai nhóm, đó là nhóm chứng khoán, nhóm ngân hàng. Nhóm chứng khoán thì nhóm bất động sản thì vẫn đang trong cái tình trạng cơ bản, còn nhóm thép, nhóm tài nguyên thì về cơ bản là vẫn giữ được cái mức độ ổn định các anh chị nha. Chú ý cái nhóm thép vẫn còn đang mạnh này, thép Hòa Phát, thép Hoa Sang và thép Nam Kim không bị cái áp lực bán chi phối, mà gần như cái lực cầu vẫn còn đỡ và cái dòng tiền vẫn còn trợ giá cho cái nhóm ngành thép. Ngoài cái nhóm ngành thép thì nhóm gì ạ? Nhóm đầu tư công cũng là cái nhóm tương đối là bền vững ở trong những cái dịp hiện tại. Đó là những cái đánh giá, những cái tổng kết trong phiên ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi kênh đầu tư chứng khoán của chúng ta.